Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh sẽ quay gửi tới quý khách hàng một dự án rất là mới, 3 căn tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội mọi người ạ. Với 3 căn này thì về cái hiện trạng của nó đã được hoàn thiện xong xuôi, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ chính chủ, bàn giao nhà luôn quý vị nha. 3 căn này hướng nhà là hướng đông nam, ngõ trước nhà như quý vị nhìn thực tế, ngõ trước nhà 2m2, cách với trục đường ô tô đi lại nó chỉ khoảng tầm 50m, cách với trục đường 19 tháng 5 quý vị ạ, nó khoảng tầm 200m, xung quanh đầy đủ tiện ích. Mọi người biết rồi, phường Văn Quán thì những cái tiện ích gần như nó là trung tâm rồi mọi người ạ. Và từ cái vị trí ngôi nhà này mà quý vị có đi ra tới Hồ Văn Quán ấy, nó chỉ khoảng tầm 500m thôi. Đi ra tới viện 103 này, bệnh viện Ca Tân Triều này, bệnh viện Bỏng Quốc gia, nó chỉ phạm vi bán kính 1km quay đầu. Đi ra tới trung tâm hành chính quận nó khoảng tầm 1,5km mọi người nha. Giao thông đi lại vô cùng thuận tiện. Căn nhà này với cái mặt tiền của ngôi nhà rất là rộng, 4m35, mặt hậu 4m35, nhà vuông vắn mọi người nha. Thiết kế và xây dựng là 5 tầng về ở ngay. Giá chào bán 3 tỷ 950 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế sang tên. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và với cái căn nhà này quý vị chỉ phải chi trả trước khoảng tầm 2 tỷ đồng tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm nha mọi người. Toàn bộ phần mặt tiền của ngôi nhà đã được chủ đầu tư ốp đá granite hết cho mình rồi quý vị nha. Và phần cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế là hai lớp cửa. Bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa gỗ lim kèm theo kính mọi người nha. Đó. Thì ở đây là có 3 căn thiết kế tương tự nhau, diện tích là 34m mọi người nha. Và Ngọc Anh sẽ mời mọi người vào phần tầng 1 của ngôi nhà để xem cái review chi tiết cụ thể nhất của ngôi nhà này. Xem ngôi nhà này thiết kế như thế nào, có hợp lý hay không mọi người ơi. Nó rất là gần với trục đường 19 tháng 5 luôn. Đó, mời mọi người theo em vào phần tầng 1 của ngôi nhà. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà đã được hoàn thiện xong xuôi chỉnh chu về phần gạch lát nền, phần sơn, trần thạch cao, hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện. Hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt đầy đủ. Với 3 căn nhà này xây theo hình thức liền kề, tuy nhiên thì nó là tường riêng, móng riêng và cột riêng nha quý vị. Đó, sổ đỏ đầy đủ, pháp lý rõ ràng, bàn giao nhà về ở ngay gần trung tâm. Đi lên tới trung tâm Hà Nội cũng rất là gần, từ vị trí của cái ngôi nhà này mà đi tới cái đường Nguyễn Xiển nó chỉ khoảng tầm 2km thôi mọi người ạ. Rất là gần, rất là tiện. Đấy, đây là phần phòng khách với cái mặt tiền 4m35 thì cái ngôi nhà này nó vuông vắn và nó rất là thoáng nha quý vị. Hướng đông nam thì mọi người biết rồi, mùa đông thì ấm và mùa hè thì rất là mát. Quý vị nào đang có cái nhu cầu tìm nhà văn quán thì đây là một cái căn nhà cũng rất là đáng để lựa chọn, bởi vì đi ra đường rất là gần ngõ nông. Tiếp theo, mời mọi người theo em vào phía căn phòng bếp của ngôi nhà. Với cái căn phòng bếp này cũng đã được hoàn thiện xong xuôi, căn nhà này gần như vừa mới hoàn thiện xong cách đây khoảng tầm 2-3 ngày thôi mọi người ạ. Vừa mới dọn vệ sinh công nghiệp, đây máy vệ sinh công nghiệp quý vị có thể nhìn thấy thực tế luôn. Nó rất là, Ngọc Ánh review thì rất là cụ thể và chi tiết rồi. Quý vị nào mà đã đi xem nhà và đã mua nhà của Ngọc Ánh thì có thể và comment giúp em nha. Phần phòng bếp của ngôi nhà đây như quý vị nhìn thấy nhá, tủ bếp ăn cường. Đó, và được thiết kế màu hai tông màu trắng và nâu nổi bật cho cái không gian phòng bếp. Xung quanh bếp thì được ốp kính ốp bếp và mặt bếp thì ốp đá granite. Phụ kiện bếp đi kèm đều được lắp đặt đầy đủ chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa đây quý vị nha. Đó, có hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt đầy đủ rồi. Ngoài ra phía tầng 1 của ngôi nhà còn có một phòng vệ sinh. Đây, phòng vệ sinh phụ thôi mọi người ơi. Đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Quan trọng nhất nó là vị trí thôi mọi người ạ. Còn về cái phần thiết kế, phần hoàn thiện thì nó cũng xem nhau như một số cái nhà mà Ngọc Ánh vẫn hay quay. Quan trọng duy nhất của nó, cái vị trí bất động sản và cái giá tiền nó hình thành lên, nó là vị trí mọi người ạ. Thì vị trí này Ngọc Ánh xin nhắc lại, nó là thuộc phường Văn Quán, quận Hà Đông. Nó rất là gần với đường 19 tháng 5 quý vị nhá. Nó cách với trục đường 19 tháng 5 chỉ 200m thôi. Đó. Tiếp theo, cổ trụ cầu thang, mọi người có thể này, cổ trụ này cũng như là tay vịn này, quý vị có thể nhìn thực tế luôn. Chất liệu là gỗ lim mọi người nha. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen trắng, nó rất là sang ngôi nhà. Đó, mặt bậc của bậc cầu thang đây. Ngọc Ánh review từ tầng 1 cho tới đường ngõ ở đây rồi. Vậy thì tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mời quý vị đừng rời mắt khỏi video nha.
Quý vị ơi, với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Ở phía trên tầng 2 thiết kế ban công hướng ra phía bên ngoài, đồng thời ở trên tầng 2 là lát sàn gỗ mọi người nha. Đó, ban công mở hướng ra phía bên ngoài đây. Rất là thoáng mọi người ạ. Rồi. Có ban công thật luôn ấy, không phải ban công giả như một số nhà mà có ánh quay đâu. Cái căn phòng ngủ này rất là rộng mọi người ạ. Nó khoảng tầm 13 14 m vuông. Và đồng thời có ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa. Phần hoàn thiện của cái phòng ngủ này thì đầy đủ trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng. Nó sàn gỗ. Đây này mọi người này, Ngọc Ánh review nó quá chi tiết luôn. Cửa thông phòng còn đang là cửa gỗ để đây và chưa lắp mọi người nha. Đó, tiếp theo nó là nhà vệ sinh ở trên phía tầng 2 đây. Ôi dồi ôi, phải nói là siêu rộng luôn mọi người ơi. Đây này, cái nhà vệ sinh siêu siêu rộng luôn ấy quý vị ạ. Đầy đủ hệ thống sen cây này, bồn cầu liền khối này, quạt hút mùi này, hệ thống lavabo bàn đá này, rất là sang nha mọi người. Đó, rất là sang, rất là đẹp. Và cái phần phòng vệ sinh đây thì đã được chủ lát ốp toàn bộ cho mình cái kích thước gạch 30-60 lên trên tới 2/3 cái trần này. Về cái độ thẩm mỹ cũng như là vệ sinh rất là rộng, rất là dễ dàng mọi người ơi. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm mẹ Việt Pháp quý vị nha. Phòng ngủ rất là rộng. Đây là phía tầng 2 của ngôi nhà rồi. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nha. Quý vị ơi, với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế nó cũng tương tự như tầng 2. Tuy nhiên ở trên phía tầng 3 thì là không thiết kế ban công ra phía bên ngoài mà là thiết kế hai cửa sổ mọi người nhá. Thì có một phía cửa sổ ở đằng trước và một phía cửa sổ ở bên cạnh đây. Quý vị có thể nhìn thực tế giúp Ngọc Ánh. Đó, căn này thì rất là thông thoáng. Giá chào bán 3.950.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có thương lượng mọi người nha. Đó, nói chung là về cái giá cả cũng như cái kích thước, cái vị trí thì Ngọc Ánh nói nó đều chuẩn giá từ chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng mọi người ạ. Và nhà vệ sinh ở phía tầng 3 đây cũng thế, rất là rộng. Đó đó, nói chung là thiết kế đầy đủ cái công năng sử dụng cho quý vị theo từng tầng. Trên tầng 3 cũng được lát sàn gỗ. Cửa tầng 3 cũng chưa lắp mọi người ạ. Cửa thông phòng cũng chưa lắp. Và phần tiếp theo mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà nhá. Với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như thế nào ạ? Thiết kế tương tự như tầng 2 và tầng 3. Có hai cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Đấy, như quý vị thể có thể nhìn thực tế là khi bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà là đã có 3 phòng ngủ riêng biệt. Và trong cái phía căn phòng ngủ thì thiết kế theo kiểu master là để cái phòng vệ sinh ở phía bên trong. Rất là tiện, nhà vệ sinh nào cũng rất là rộng rãi. Và cái phòng ngủ nào cũng có đầy đủ cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Rất là thông thoáng, đầy đủ cái không khí cũng như là cái gió trời ở phía bên ngoài vào trong căn phòng. Riêng ở trên phía tầng 4 thì chủ đầu tư không lát sàn gỗ nữa mọi người nha. Thay thế vào đấy là lát gạch kích thước 60-60 vân đá thôi. Nhìn cho nó đơn giản, mỗi tầng mỗi khác đi. Đó. Và nhà vệ sinh ở phía trong tầng 4 cũng vậy. Đây, tương tự tầng 2 và tầng 3 quý vị ạ. Đó. Và phần còn lại của ngôi nhà là tầng 5. Quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình để xem Ngọc Ánh review hết chi tiết căn nhà từ tầng 1 cho tới lên tầng 5, xem ngôi nhà này thiết kế ra sao nhé. Phía tầng 5 của ngôi nhà Ngọc Ánh vừa chia sẻ đấy mọi người ạ. Toàn bộ tay vịn từ phía tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà toàn bộ là thiết kế gỗ lim mọi người nha. Và trên tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Ở đây là cái khu vực mà chủ đầu tư thiết kế là để phòng thờ mọi người ơi. Đấy, nhỏ nhắn xinh xắn, tuy nhiên thì cũng đáp ứng đầy đủ cái công năng sử dụng. Đây là phía tầng 5. Và phần còn lại của ngôi nhà đó chính là phần sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Đây ạ. Quý vị có thể nhìn thực tế luôn. Xung quanh đã được toàn bộ là làm sắt và ở phía trên là bàn máy tôn. Rất là thoáng. Khu vực để máy giặt và giặt đây mọi người nha. Xung quanh thì dân cư ở đây thì mọi người cứ yên tâm rằng là nó quá là đông đúc rồi. Đó. Tiện ích thì quá là đầy đủ, chợ trường phường trạm, trung tâm thương mại, bệnh viện lớn nhỏ đầy đủ hết. Đó, vậy thì quý vị còn chần chờ gì không mà không gọi ngay cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 để Ngọc Ánh có thể tư vấn cho mọi người chọn lựa được những căn nhà ưng ý nhất nha, để đón nhà đẹp trước Tết năm 2022 mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.